Cô bác là người yêu thích đá phong thủy tự nhiên, muốn khám phá năng lượng từ đá phong thủy là gì? Người xưa đã áp dụng năng lượng đá phong thủy như thế nào? Mời cô bác cùng anh em nhà sàn Tây Nguyên tìm hiểu nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc năng lượng từ đá phong thủy là gì. Trải qua nhiều triệu năm hình thành trong lòng đất ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, độ sâu lớn để có thể tồn tại, chúng đã tích lũy được những năng lượng tiềm tàng trong bản thân mỗi tinh thể. Do vậy, người ta tin rằng các loại đá quý đó có khả năng thu hút hoặc bù đắp năng lượng của con người. Đó chính là sự tương tác, trao đổi năng lượng giữa hai vật thể khác nhau, vô cơ và hữu cơ, giống như giữa đá và con người. Vậy, người xưa áp dụng năng lượng từ đá phong thủy như thế nào? Thưa quý vị, từ hàng ngàn năm trước, các nền văn minh cổ đã biết dùng đá quý để chữa bệnh. Họ tin rằng đá quý có khả năng điều chỉnh sự cân bằng trong cơ thể và tạo nên năng lượng bên trong con người. Các bậc vua chúa đã dùng đá quý như một vật tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Các viên đá quý được gắn trên vương miện quanh đầu với niềm tin chúng sẽ giúp trở nên thông thái hơn. Người Hy Lạp, Ai Cập, La Mã cổ đại thì dùng đá quý như những tấm bùa hộ mệnh để bảo vệ bản thân. Người ta đã sử dụng các loại đá quý như thạch anh, hổ phách, sapphire để chữa bệnh, tăng năng lượng cho cơ thể. Các loại đá quý còn hay được dùng trong những nghi thức thuộc về tâm linh. Chúng được đặt lên người khi massage, họ cho vào nước uống, nước tắm nhằm chuyển hóa năng lượng giúp bảo vệ con người khỏi bị tổn hại, tăng khả năng thần giao cách cảm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Có gì đóng góp, cô bác hãy nhắn tin phía dưới video. Nếu cô bác là người yêu thích đá phong thủy tự nhiên, hãy đăng ký kênh theo dõi để không bỏ lỡ các video sau. Anh em nhà sàn chúc cô bác sức khỏe và năng lượng.